Trước đây, chúng ta đã bỏ lại mọi thứ trên mặt trăng, nhưng vệ tinh tự nhiên của chúng ta chưa bao giờ trải qua rác không gian như thế này. Phần còn lại của tầng trên từ tên lửa SpaceX Falcon 9 sẽ thực hiện một nhiệm vụ kéo dài ngoài kế hoạch vào tháng 3, khi khối rác vũ trụ nặng khoảng 4 tấn tạo ra một miệng núi lửa mới ở phía xa của mặt trăng bằng cách đâm vào nó ở độ cao hơn 5.000 dặm trên giờ. Quỹ đạo đầu cuối được Bill Gray, một nhà thiên văn nghiệp dư và nhà phát triển phần mềm ở Maine, chú ý lần đầu tiên. Phần mềm của anh ấy đã thu thập tác động trong một mô hình quỹ đạo và Gray đã làm việc với các đài quan sát trên khắp thế giới để thu thập thêm dữ liệu và tăng độ tin tưởng của anh ấy vào dự đoán. Với tất cả dữ liệu, chúng tôi đã có một tác động nhất định vào lúc 12 giờ 25 phút 58 giây ngày 4 tháng 3, 4 giờ 25 sáng theo giờ PT, Gray viết trong một bài đăng trên blog. Jonathan McDowell, một nhà quan sát hàng đầu về quỹ đạo và mọi thứ gần trái đất trong không gian, đã xác nhận dự đoán. Tên lửa được phóng từ Florida vào năm 2015. Đưa vệ tinh của đài quan sát khí hậu không gian sâu vào quỹ đạo trước khi tiếp tục đi vào quỹ đạo hình elip khá thất thường của chính nó. Gray hy vọng tên lửa đã qua sử dụng sẽ đâm vào bề mặt mặt trăng trong một miệng núi lửa có tên Hexagram lớn hơn bang Iowa một chút. Vị trí đủ xa để tác động không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho sứ mệnh Apollo hoặc các địa điểm hạ cánh của chương trình không gian khác. SpaceX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bên cạnh việc bổ sung một tính năng mới cho vùng tối của mặt trăng, có một số lo ngại rằng nó cũng có thể đưa những người đi nhờ xe tí hon lên vệ tinh tự nhiên của chúng ta. David Raderi, giáo sư khoa học địa chất hành tinh tại Đại học Mở của Vương quốc Anh, viết trong The Conversation, vì vậy tôi không thấy phiền khi có thêm một miệng núi lửa nữa được hình thành trên mặt trăng. Nó đã có một thứ giống như nửa tỷ miệng núi lửa có đường kính từ 10 mét trở lên. Điều chúng ta nên lo lắng là làm ô nhiễm mặt trăng bằng các vi sinh vật sống hoặc các phân tử mà trong tương lai có thể bị nhầm là bằng chứng về sự sống trước đây trên mặt trăng. Đây không phải là lần đầu tiên một tàu vũ trụ đâm vào mặt trăng, mặc dù Gray cho rằng đây có thể là lần đầu tiên nó xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây nhất là năm 2009, NASA đã đưa vệ tinh quan sát và cảm biến miệng núi lửa mặt trăng LaCrosse xuống bề mặt để tìm kiếm nước đã tìm thấy một số. Về bản chất, đây là một LaCrosse miễn phí. Ngoại trừ chúng ta có thể sẽ không thấy tác động, Gray nói. Mặc dù va chạm vào miệng núi lửa mới mà nó tạo ra sẽ không thể nhìn thấy từ trái đất. Gray và những người khác hy vọng tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng và các tàu vũ trụ khác cuối cùng sẽ có thể nhìn thấy thiệt hại. Nhà khảo cổ học không gian Alice Gorman viết, đây sẽ là địa điểm khảo cổ mới nhất của mặt trăng. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì đó về địa chất của vị trí từ sự khác biệt về màu sắc và sự phân bố của vật chất bị đẩy ra. Đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về vùng xa bí ẩn của mặt trăng. Trong một trường hợp trớ trêu của vũ trụ, Gray chỉ ra rằng có một tàu vũ trụ được đặt ở vị trí tốt để quan sát tác động. Đài quan sát khí hậu không gian sâu cùng một vệ tinh mà tên lửa hướng tới đã phóng 7 năm trước. Ngoại trừ việc nó cách xa khoảng 600.000 km, 373.000 dặm và có xu hướng tập trung vào trái đất. Tôi không mong đợi họ sẽ xoay nó sang một bên để quan sát một tác động có thể quá mờ để nó có thể quan sát được. Ai đó kiểm tra với Elon Musk để xem về cách bật camera trên chiếc Falcon 9 cũ kỹ đó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!